cả nhà. Hiện tại thì dòng Honda Winner V4 đã dần dần thay thế cho bản V3 rồi cả nhà. Tại vì V4 ra thì V3 sẽ không sản xuất nữa, ngừng sản xuất. Cho nên là dần dần thì bên em đã về đầy đủ tất cả các phiên bản của dòng V4. Thì Trinh thấy là vừa mới nhìn vào thì cả nhà sẽ không phân biệt được là V3, V4 đó ha cả nhà. Tại vì về ngoại hình thì nó giống nhau rất là nhiều. Ở đây thì Trinh có bản tiêu chuẩn này, bản màu đỏ đen và màu đen bạc. Ngoài ra thì có bản ABS. Thì nói chung là bên Trinh về đầy đủ tất cả các màu và tất cả các phiên bản màu zin rồi. Và hiện tại màu sơn 3D thì Trinh chưa có lên cho bản V4 á. Mấy anh chị muốn lên bản V4 thì cứ inbox Zalo cho em gửi mẫu qua cho coi ha. Ngoài ra thì ở dưới này thì em còn hai chiếc của bản V3 này cả nhà. Đó, hai chiếc màu sơn 3D của bản V3. Một chiếc là màu xám xi măng và một chiếc là màu tím titan cũng rất là đẹp. Khi mà mấy anh chị lên cửa hàng mua xe, bảo có liên hệ trước với em Trinh qua Zalo hoặc là nhắn tin hoặc là alo trước cho em khi lên cửa hàng thì em sẽ hỗ trợ giảm 2 triệu giá xe, hỗ trợ thêm chi phí xăng xe lại. Ngoài ra các phụ kiện em Trinh hỗ trợ giảm 50% giá trị nha. Rồi, đối với dòng V4 này thì mấy anh chị mua góp thì hiện tại bên em vẫn đang hỗ trợ là trả trước tầm khoảng từ 2 củ thôi ha. Có căn cước công dân là được. Và nếu mà như clip trước Trinh nói á, thì trước 30% thì Trinh hỗ trợ nhà cả bạc gốc luôn ha, giống như mua tiền mặt. Hiện tại thì giá của dòng Winner thì đang dao động từ 36 củ 5 cho tới 39 củ 5 thôi, tùy theo phiên bản, tùy theo màu ha. Mấy anh chị có liên hệ đặt lịch trước thì em sẽ hỗ trợ giảm thêm 2 triệu giá xe. Rồi, ngoài những cái màu zin mà đang có sẵn tại cửa hàng, mấy anh chị nào mà muốn lên màu sơn hoặc là muốn đặt tem, đặt sơn theo yêu cầu thì cứ gửi cái mẫu đó qua cho em nha. Em sẽ hỗ trợ lên sơn theo ý của mấy anh chị. Ngoài ra bên em vẫn đang hỗ trợ ship xe toàn quốc nha mấy anh chị. Mấy anh chị cứ kết bạn Zalo với em để em tư vấn kỹ hơn. Và nếu mà muốn đến cửa hàng thì em sẽ gửi vị trí cửa hàng chạy qua cho dễ nha. Rồi, cần em hỗ trợ tư vấn gì, muốn em tư vấn dòng xe nào, cứ inbox qua Zalo cho em nha. Bye bye.